Hello everyone, welcome back to my channel. So today nhà tôi sẽ xem qua cùng sách chữ mới mở căn channel của các em bạn. Chẳng ngày nay cứ dùng miền miền mũi bạn để các em lựa chọn mà chun bóng phổ nào khác nhé. Chỉ biết sẽ cứ sơ sơ nữa sa để quạt tờ ca sơ sơ sầm này bạn. Chỉ biết sao đấy. Để nơi không ngày nay các em lựa chọn hết sầm này mũi. Đã dừng hạ thập paragraph. Paragraph này cứ bởi dừng prai chi phía xa khám ai dừng prai tha xâm nê kạch tha khăn. Bạn xâm nê kạch tha khăn. Paragraph. Ok. Còn chân môn nâng chập bắt đám nhưng phần dô bệ phôn tờ nâng ca sơ xê paragraph. Nhưng xong mọi bóng phôn đã mình toàn cho subscribe channel bọc nhóm cho bị toàn subscribe hay đã rút cần đấng đầm bây thật tu bàn mình đang rõ để khi nhóm upload video thamay đã bóng ôn ai riêng thì sao để bán chỉ một nhóm được nông video chẳng được bạn. Ok tập chẳng bóng ôn cho bị tông subscribe hỏi đã được cần đấng chui like share video này thì căn bóng ôn mất phép của ta video này cứ dùng khăn mình đến cứ nạ chỉ phải xe nạ riêng sao để có tay tại miền qua nhà hà được nông ca sửa xe paragraph bạn còn mình đang thật tao chấp đam pina từ ta cua ta bị chọc dạng mấy ta vô cùng nít pina vô mà sửa xe. Ok hay ta paragraph miên tùm rung dạng mấy cua ta chấp đam pina từ ná. Ok cua ta bị chọc đòi việc nào chẳng ní cứ chỉ qua nhà hà bọn nhà riêng thì sao để tu tư rút bông rung tàng nhóm phong đá nó bê đại nhóm cứ chỉ xa đại cầm bông tài riêng nơi thạng elementary pre-intermediate cứ nhóm tên cho mình bằng nhà bài mình đại. Ok chứng bằng nhà cứ theo bàn đọc sài đời ca sắc xa sài chiếu hay cứ đôi chia ca bằng hát bằng hai những riêng những pi lục cru nè cru phòng đại hay chứng trọc bàn bằng riêng trọc bàn riêng chung với quản hay chứ phải xe nút cứ tiêm tiêu dân mình ca smart day nhận lực ca an dịp hâu ca an ca sơ xê rồi bỏ nhận được tích chứ thôi không nít rồi bỏ dân mình ca ca lá ứng hay cổ vừa dùng miền phía nghỉ xưa nó không khá xe phòng đại. Ok chân rõ xong đây vui mối được nhầm nó không video đã nhầm nhầm khi cả rút biếp riêng sang để mình bất sự phía nó cứ chúng ta lực ôi bóng phôn sát đáp ôi bóng phôn án làm bây tự bàn chùm này đừng với kia cả làm bây ôi bóng phôn ạ xe bán vì cứ chìa chùm niên để phần lít chân môn nâng dương phần lít nhưng thông minh vật thuộc thiên đám cho màu phần lít bảo bóng phố là mình chụp này đừng được nông là được nông luôn thế cứ bóng phố là ai phần lực trên bàn tệ chân ca sẽ xế ní cứ tiêm tiêu dùng mình chụp này đừng này tu tư chụp này đừng này specific xem xế cứ bóng phố trở thành phần mô phòa miễn hai đừng phần mô chụp này đừng mà đạt nông luôn. Ok tập chân công ai khát phê dũ nhâm chạp đàm tại mà đón. Ok trong video này khi ông bằng hai những pika sơ sơ paragraph writing a paragraph ấy khi ông lực dọc chấm nút bay chấm nút máu đây chấm nút chỉ mũi what is a paragraph what is a paragraph ta paragraph cứ chia vậy chân dân lưu tập paragraph vấn đề dân ở đằng thang tập paragraph cứ chia vậy right ta hành chân môn đường dân chấp làm sơ sơ dân tự quan vi sinh đôi chỉ môn đường dân môn đường dân miền tụng nẹt tụng non đôi còn môn đường dân chuối dân thở quan vi sinh alright dân quan vi sinh chấm chấm paragraph môn dân sẽ xét dân tự quan là tạo với chỉ paragraph sinh. Ok và mình được chia tay dân mình ai sẽ xét vi bản lò. Ok tạ dân chấm đam tôi chấm nó chỉ pi để bong phôn đừng sắc xa chấm mỗi khi em được trong video này cứ chấm nó chỉ pi steps in writing a paragraph cứ dân phải thay chủng hiến được nông ca sơ sơ paragraph ta được nông ca sơ sơ paragraph biên phần man chủng hiến ai biên ở ngoài lại. Ok tạ dân tập này thì bây giờ này trong cái cứ khi em đang bằng hai những pi parts of a paragraph chương này xem này paragraph ta nó không mùi paragraph nó dân biên phẩm màn thế này. Ok tạ nhìn chứng nơi không chúng ta chỉ bay ní mong phố đừng sắc xa từ lửa topic sentence. Ok topic sentence đại dân prai tha lập bác đại biên phẩm thiên bọn. Ok rư có lập bác đại dân biên phẩm thiên bọn
đại bác đại lược âm tiếp tiền bọn điều hà thật topic sentence. Chúng nói tiếp đi bong bốn sắc xá cứ supporting sentences. Đấy, dân phải thật bác tiền lái đại con trô bỏ thiên bọn. Bác tiền lái đại con trô bỏ thiên bọn. Supporting sentences. Ok, chẳng cả lại ní cứ dân phải S đây sao plural. Cứ nó cứ mịt tràng. Ok, the last one is concluding sentence. Concluding sentence. Đấy, dân phải thật bác bình chọn. Bác bình chọn. Chúng ní cứ chỉ cương xong bây giảng nơi khăn ông paragraph mùi. Chúng paragraph mùi trâu cả bây tù ông đi. Đà tù giang xung khăn. Bởi xin chữ bắt tù ông nào mùi thoát bản đấy nơi khăn ông paragraph. Ok, topic sentence, supporting sentences, hay nâng concluding sentence. Ok. Ta, chúng một nâng chạm đám xong mà đoàn tiết bóng phố này mình còn subscribe channel của bọc nhóm đừng bây giờ riêng phía sang lấy cho mỗi nhóm hai nơi rõ ngay sau rồi có ngay là tất nhóm nâng phô video cả thể sắp hiếp rồi có cả phương đồng nào rồi có plain tầm sang là không đi đi bạn chứng nực nông ngay sau rồi ngay là tất nâng cứ khi mọi mình phô mê riêng video video mê riêng riêng sang lấy tất cứ khi nhóm phô lại cả nạ thì video đầm nào gặp sang bởi sân thì trong biên nó cả từ lên là tin áp trong thọt video nửa lại nữa cho một hộp thằng đón hay mùi tiết ai chi video để dùng lên relaxing sound rồi có chi video sẽ cầm phim xin trao kỳ cao phần rồi ta ngay sau tất nhiên dùng lại. Ok chẳng đồng bây của mọi bóng phôn thôn thọp là dừng riêng mà bị ngay chăn rồi đó ngay sau thấy ngày sau tin nó riêng tiếp ok no ha thua dân stress chứng xong chuẩn bị bóng phôn ha ngày sau hay là ngày tết khi mình video phần này về khác và sân chỉ chăm bách khi mà anh mình upload video bằng riêng phong đấy là ngày sau phần đấy ngày tết cứ on time mà đòn ok ngày tết miên tại video cầm sàn đi ok chứng ông con bóng phôn này control hay cho người công subscribe đã được cần đăng tới bạn share like video này cần bằng phần một kẹt của thao viên sùng khánh chỉ phải xét cứ sa hạ thi phẩm buồn này còn mình tư prolong sinh nhà bạn một chung sắc sang và thọ một phúng rồi còn dương hạ thi diploma nữa cứ nợ không một kịp sang lễ vì như sa cứ trơ biên ca sẽ xây paragraph ok ca xây paragraph mới đòi like hạ thi đọc pi hạ thi đọc pi cứ phổ trơ sơ xây essay hay ca sẽ xây essay khi nhóm đừng lực mê riêng mùi tiết và mê riêng bởi tốt tiết để khi nhóm đừng bằng hát bằng hán bằng ổn hoi sẽ xây được biếp sẽ xây essay. Ok, đợi like video này cứ dừng dừng bị paragraph tạ, mình thuấy bằng đấy sao thả thì đọc bí cả trò mơ đấy hay là với bằng trò mơ cứ đợi xa paragraph này cứ chỉ phần này nơi không essay chúng essay cứ chỉ bình đông thì paragraph chúng bảo bóng phôn ở trên sẽ paragraph thế ở ai sẽ paragraph bản thế bóng phôn có mình ai sẽ essay bản này nếu cái để bóng phôn chụp bài sẽ paragraph chụp bài từ lời ca sẽ paragraph essay được bảo bóng phôn cứ perfect ok cứ essay sẽ đòi nghi sửa còn là dương vô một cùng cái này tập vấn đó nghe ok chúng sầm khán á cứ sao thân thì cũng muốn này là sao thân thì đọc mơ chẹt và writing paragraph. Chứ mong phụ xem xin này còn mình chỉ xác còn thấu chết này phụ quạt tơ ca sơ sê đi khắp xem xin sơ sê sống bót sơ sê ấy nữa cứ đi xem mình đến anh cũng không chat gì là gì người ta dùng trả email rồi dùng trả chat dùng mình sơ sê sống bót sơ sê gì thế còn nay viên nơi tại tơ ca sơ sê bạn mình đã đặt còn là dùng đô hoặc là đô thị trắng mà người ta sơ sê lời cần đắt chứ sơ sê lời laptop online ok ta nhưng chân có mọi khách với you dễ được chạm thì ta nhưng chạp ra tầm đó let's go chân chấm nói tìm mùi từ what is a paragraph ok so a paragraph of sentences sorry a group of sentences describes ok a group of sentences describes a main idea or topic. Alright, main idea here is mean topic. So the question, what is a paragraph? That paragraph is what?
It's a group of sentences describing a main idea or topic. Chính như phải thả, vì tuy chỉ là bạc mùi krom đã bỏ sai cùng đất xung cảm. Vì chỉ là bạc mùi krom, mình nói là nâng nâng biên bạc lơ phì pram lơ phì vùng mùi. Đã dừng bỏ sai em phì tiền bỏ mùi. Xong phải chạy bóng phôn không đại thả paragraph, vì thả paragraph cứ mình về nhỉ. Chúng bật sân đi bóng phôn sơ xê paragraph hốt đo mùi tùm bóa bênh rưu con mùi tùm bóa lạc mùi bi tùm bóa cứ khó format rồi bóng paragraph vậy. Bóng phôn này xê vệ nên cũng đất trạng còn tác khó nâng format. Nhưng xong phải chạy tha paragraph đa lọ ó cứ trâm vệ nhầm phót á vệ nhầm phót dừng dự vệ nhầm phót á cứ đọc pram sentences. Đọc pram sentences sentences cứ quay nhầm phát này, chẳng bóng bôn rõ vậy. Đọc pram lọc bạc. Ok, chẳng kào đọc pram lọc bạc cứ lọ. Hay bố phòng bót cứ tâm đọc pram bằng bàn này. Công tâu lờ đọc pram. Thươi mà phây xám xáy. Nâng vì chô lờ cái này. Essay ở phần này. Nói chừng xe phạc rạp dân tờ chì xe 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 nâng vì khó cô ca. Alright. Chúng ta dân bằng đăng ta paragraph miền tùm rung mấy dương chân miền cùng đất dương xe tơ xe tơ xe tơ xe tơ rô cái này chọc ạch khứ. Ok, đòn màu bơm và chung bơm tới màn finally chọc. Ok, nếu bây giờ này ăn thức cứ wall anh ta mình đăng thành gì phía ấy. Alright, chân bóng bốn thử cầm nót ha thôi tiếp chương đọc pram sentences nó không paragraph vào bóng bốn cầm nót thấm đặt đọc sentences cứ êm tầm đó cứ dân đặt dễ đó clay club alright ta chắc chúng cùng nói thế bằng phần ai note bán trong bộ slide trong bàn đặt được non slide đấy hôm nay còn là trong gì prap chúng bằng phần ai note bán ra cùng ai learn the prime sentence ok 15 sentences is the maximum of the length of paragraph alright chúng ta ở tiếp chương ta chúng chúng nó bằng phần từ example mới the sample ok đấy khi chia cùng rú này paragraph mới ok chương dương mới thằng này cứ go go đấy cứ chỉ topic alright ai từng rung paragraph cứ miền bìa mình chương bằng phần drop cho mỗi khi ta kèm miền màn sentence chương bằng phần score sentence này mình ấy chương đang bật video mới để bừng riêng bằng phần làm pi sentence của ta sentence về miền paid sentence, simple sentence, complex sentence, compound sentence, compound complex sentence. Chúng mình buồn đặc biệt, chúng mình bằng riêng, nâng không video bằng top, để chúng mình bằng cả làng, ok? Chúng bằng ôn rong chẳng sắc xa cho một khiêm tầng hoặc nghiệp. Chúng lập bác cứ về mình full stop nế bằng bốn, full stop. Chúng dừng mớ, dừng mình mùi, nế mình mùi, one, hai niềm tiết, p, ok, two, nên mùi tiết bấy nên mùi tiết bốn ok nên mùi tiết pram nên mùi tiết pram mùi nên mùi tiết pram pi nên mùi tiết pram bấy nên mùi tiết pram bốn nên một tiết đọc ok đã đọc sentence rồi ok 10 sentences chẳng ấy chẳng bằng con khơi nhé ní chỉ tụm rung paragraph ok paragraph clay chẳng ok đọc sentence đi đọc sentence the best ok not very long not very short 10 sentences is the best chẳng đọc sentence cứ cực cực này ok còn hai chấm phu ca bắt đầu cái mà sentence chấm phu ca bị chóc cứ mà sentence ok ca bắt đầu cái này ok bị chóc cứ cái này đi chứng bắt đầu mà bị chóc cứ tập pi sentence này chứng tràn một phát cứ cái này là supporting detail supporting ideas nhưng miền miền tràn chứng miền bẩm bảy sentence rồi tay khác miền tập pram miền tập bẩm bảy sentence như thế chúng bóng phôn thờ cầm nọt ở chỗ bạc như vậy là những cầm nọt ở chỗ bạc ok chúng cầm tham bóng phôn thù chỗ bán hay
Dương đừng bật to từ khả mục tiết bần đài muốn đừng bật to xuống một bộn cho chị tông subscribe hãy đặt được cần đừng đừng bật tù bàn đồng nâng rõ bê được khiêm upload mê riêng thì sang lệ xin xin bạn hãy like share video nít thì càng bỏng phụng một bẹn to dương bật to rất tiết. Ok cho chúng nói tiếp đi chúng nói tiếp đi khiêm bằng hai cái steps steps in writing a paragraph steps in writing a paragraph khiêm phải thà chúng hiên. Ok, chúng hiên xem xây được trong các paragraph. Chúng ní cứ chỉ cùng nít giống hai ca bổng lại để chúng an làm pi step xem xây được trong các sếp paragraph hoặc chúng bật thêm định túi hay có cắt chúng nói xem xây. Chúng chúng rồi khơi nơi chúng nói tìm mũi là sầm khánh để bóng bôn trơ thua nó chúng hiên tìm mũi nó cứ analyzing the topic cứ bóng bôn trơ bị phiền từ lớp rồi thiên nào bỏ. Ok, chúng cái ao thiên bản đối thiên bản mình cứ goal, chẳng hạn bóng phổn miền goal, chúng bóng phổn trời thôi cao bị phịa thôi cao cất bị cha ra nát từ lời bịa thầm miền, chúng nó bây giờ bóng phổn cất nó bây giờ bóng phổn bị phịa bóng phổn đừng mơ khơi tha tùng hôm nay ở thiên bản nó cứ cầm rật na hay dân cua để limit viết từ trâm ná để dân đừng dốc dân mà gì, chẳng cao bị phịa thiên bản ca cất từ lời thiên bản muốn đừng bóng phổn chấp làm gì cứ chỉ luôn sầm khăn và bóng phổ nạt ban kết chung từ từ lơ và thiên bản năng thế cứ bóng phổ anh đừng miên ca hay là vùng quên rồi có sơ sê mình đang thả sơ sê em bị ấy rồi có bé khác sơ sê vì tràn lơ lục chứ người ta về nhận lại. Ok chứ bóng phổ trở ảnh lại vì thở vì phiện rô cái này nà để sầm khăn cái này nà để mình sầm khăn. Ok chúng nói chi phí cứ bóng phổ trở brainstorming cái này nên cứ brainstorming như phải tham học cùng nhất xoay rồi cùng nhất. Ok, và tao pi vì phía tha và thiên bát goal bao nhiêu nên ta dừng trong này dừng vì ấy như trong này hỏi bao phút rồi bao cùng nhất mà rồi cùng nhất tầm khăn. Cái này brainstorming cứ tầm khăn một phần cứ bong bóng rồi cùng nhất tầm khăn vô một quan tro và thiên bát đây dừng hào tha supporting ideas. Ok, supporting ideas nên cứ cùng nhất tầm khăn đã dâng vô một pra rưu có dâng vô từ sự xê nữa không tu sự cái đấy rưu có dâng hà ta supporting sentences chứng supporting sentences mùi mùi cư chỉ cùng nít xâm khánh để control từ lời bởi thiên bọn ủ thiên ta goal ta dâng cua theo sự xê ở vầy em phí goal cái đó goal mà mắt nữa ta dâng cua xê ở vầy em phí goal chứng ai ta dâng xê em phí đồng lại nhưng ai xê em phí ở thạp thì giáo nếu người dân thì âm pi đã tập hợp thì mía, ok, ai giờ ta kê vô mía bị nào mau kê lực mía tao được bị nào, chứ anh ấy chưa cùng nứt để dân brainstorm, alright, hay những analyze một ngày bắt đầu bị analyze dân chụp bài, dân brainstorm rồi cùng nứt xung quanh, nứt xung quanh ai khiêm sung xin nói bồi bồng bồn tha, được gặp trẻ ở bồng bồn tha. Ở lại cùng nét tầm khăn cho một con trâu có mọi lớp thịt bầy mong bồn có mọi lớp bầy để xài và sau lớp bầy cứ về nhỉ. Ok bầy buồn của ta mỗi dương thở dưới cùng nét tầm khăn mỗi dương ai sẽ dịp bì gặp hay sentence chứ bỏ bầy lang vào màn ấy cứ lang cùng buồn sentences. Ok chứ cùng nắp trâm tập bầy từ và có mọi lớp buồn nó trang cái đó buồn trăm vì vén thì khai tôi chỉ khó câu ca này ca sẽ phá được lắm chứ cầm nát tư nhưng chưa rơi cầm nát nát này sầm khăn máu bà này chương vô tới cầm nát sầm khăn máu sẽ xê bà này. Ok đó mà ta dân dễ xê phì miệng gồ chứ chừng thì mỗi dân dân phì đầm lấy thì phì dân dân phì bật hốc thì bây dân xê dân phì thạp phì dọc. Ok bây chúng mình nâng dân thờ xê dân phì miệng. Dạ. Chúng ta chỉ mấy cứ refine the ideas. Refine the ideas. Chứ nó phê là bọn phố thơ brainstorming bọn phố nâng thật thú ban cùng nịch. Thay dân sẽ từ lời ní, từ lời nụ. Chúng ta bay được gặp pi nhưng mà rứt có thể mũi của bạn này. Chứ refine ý. Chỉ tôi tới dân brainstorm dân chinh thì cùng nịch chẳng. Ủa tiết hai dân khơi cùng nịch đại cua sẽ nâng miên chúng ta bạn. Chúng ta trở refine, trở chúng ta răng vô cùng nịch nát đại lo chuyện kì. Mà ta dân thổ cắt lên nhầm thì chạm mấy nhắc cùng ai lơ thì bấy phù thà viên đồng quen chứ
nên dương rô khơi pram rô khơi cùng vui cùng nít chứ bóng con thực khách ok thôi chùm rành vía rô cùng tất là đại dục khăn mó xùm khăn chân kế tỏ mó xùm khăn bật tốt tỏ mó mình sâu xùm khăn chân lúc bị trả lời anh nghe ta đi khoan đi ra đi chân chùm rành vô tờ cùng tất là vô màu bà này ok chân chùm nói tí buồn cứ outlining outlining cứ sơ xê krong chân outlining khi chứ skeleton the skeleton khi chứ krong chân này này paragraph chân xong mà chạy tha nó không cao bảo lõng dưới từ tư bởi sân chỉ dương ốc màu nữa màu dương nó clay mình đến dương dương ai và ta dương ai skip chùm nói đi dương mạch từ xe cổ ngay phụ ra như ai chụp này về nhưng như còn là tầm mềm mind map với bạn này khi trong gì tha nhưng viên cùng rôn nó không khu qua dưới tầm mình sẽ kết đám sentence chập đám đừng cứ đá phải ấy online này cái cứ sùng khăn sùng lập essay writing và đây chúng tôi paragraph rất sâu sùng khăn đấy chắc chắn mình sâu bị chạy khăn từ lượng outlining đấy còn là thì chỉ cùng rôn ta ta dương cụ sẽ dễ ấy muốn sẽ dễ ấy cầu như chẳng ok ta lấy dương tôi mới chấm nói tiếp cứ draft writing ba draft writing cứ ca sẽ sạc bong ca sẽ priêng và sẽ priêng á priêng thom ra bị thập priêng cứ dương ở thân sầm rang tê vì dương sẽ lơ cả đạp priêng đấy và hay mối tiếp thêm xung bị chạy tham bờ sinh dịch nông ca long bạn đọc cái đây diploma đây bởi sân chỉ dương on pe on min pe no pe clay cứ ca sẽ priêng nick cụ tại cùng thưa ở bình lĩnh và là dương priêng từ lời là bắt dương priêng từ lời tiệm xem bạn này dương vô pe lưng sẽ sầm rải tem đó ok dương cứ nè ở vai đây sầm khăn cứ vị phía thiên là bớt bấm phong cùng đất máu hay chầm rành vô cùng đất là máu bây giờ miền này cứ sầm khăn mình đến chân line draft writing ni bơ sân yeung chumnai pe sase prieng vi ai nang oh pe yeung pru ka sase prieng vi mien tumhom sma nang ka sase yo men te chung bong bon thru thru chbas okay thru gamnot chbas ta yeung chap dam sase yo tam dong kwan ta list ne gamnot te ban ai yeung chap dam te tiet kư editing okay rueng teng ni kư yeung thveu rue cha draft writing outlining yeung thveu no pe da yeung mien pe ko kran ủa thiệt tha lục group vẫn đã homework ở dương thôi nó chứ dương minh pay không còn làm này chứ dương ai thôi roll step này ngon nứng đầm bay ở casu dương cứ perfect được gọi bạn excellent bạn very good đấy ok dương ai thôi tạm cầm đầu ngon chứ mà ta này casu say print cứ dương tự edit dương edit từ lừa cả print bao dương nữa ta dương mơ mới thay là pịa nát la để dương sử dây mình toàn tự về co dương cụ cải phải dùng mấy ca pra pra khluong khlia ta vi trom trou te sentence connector ta jeung pra hai nou chung chung ka kae samruol nou chomnoch tang os nung dambei o vi trom trou veng hai btoap pi jeung thveu a nung hai pi jeung thveu proof reading btoap pi jeung kae ku kae nou leu kadah prieng nung jeung trou ka an ma chop te an ma chop pi chop dambei an o vi chak tha avai da jeung sai ku vi connect khnia à bây giờ dân sẽ cùng nứt tiền lãi để dân trong đạn nó cứ miên nó là cứ nóng nứng ai viêm miên ắt từ này bình lịch ai cho tôi vô bàn chứng anh ấy ra ta proofreading anh được chưa ai chúng nó trong cái ấy cứ chúng nó dùng cái cứ final writing tạm đó cứ dân trong sơ sơ dùng đạn tao bây giờ anh ta ok cái sơ bây giờ cứ em hỏi dân chấp làm final writing dân chấp làm sơ sơ dùng đạn vô tạm đó chỉ thứ tự nó không cao bảo lõng cứ dùng anh mới phê trả này dùng bờ sân chỉ dùng nó thua rừng step step này còn này step khác dùng thử tận đại nó không cao kịch của bảo dưỡng ok hay dùng sơ xe vì lạc nạ xùm rai clay clay tớ ok tích tích tớ bạn hỏi bần này chúng ta dùng ngăn từ nế vì phía tự lựa bật thiên bọt nên thử dùl lại vì phía nó thử dùl nấy nấy bật thiên bọt phía nó không bật thiên bọt tớ dùng trẻ hỏa án ta vì mình này nhằm mấy khá ta mình cứ lực bị lực nà khá để dân trâu mớ dân trâu bằng phóc cùng đất ít cứ xùm khăn mình tên dân xoay rô cùng đất vô màu dự xế dân trâu chùm răng vô cùng đất đã lọ cùng ai lực bị bầy ok bóng bốn thì chạm nó tiếp cùng ai lực bị bầy chứ đòi xa cùng ai phát gặp dân viên tôi chỉ essay ok hay nghe cứ final writing
The benefits of reading. The benefit of reading.
អត្ថប្រយោជន៍នៃការអាននេះជាវិធានបទជាប្រេសមិនមែនជាសេនតែណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរយើងត្រូវយកអាវិធានបទហ្នឹងទៅដាក់នៅក្នុងសេនតែវាបង្កើតសេនតែមួយដែលមានវិធានបទហ្នឹងនៅក្នុងនឹងតែម្ដង អូខេ So there are three benefits of reading វាទៅជាសេនតែណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវស្គាល់សេនតែណាច្បាស់ឬខ្ញុំសន្យាបងប្អូនថាខ្ញុំនឹងបង្កើត video mới tiết để bằng riêng bằng bộ tiện thông tin sinh thần kể trong bằng bộ rong chạm tạm đàn lời channel một chúng trong những phục tạm riêng đi sinh thần chứng thợ bằng bộ thợ đăng tải topic sinh thần cái miền pi này cái topic plus controlling idea này cứ dương hà ta cầm nít khớp cổng rồi có hà ta cầm nít đại dương cầm nát cầm nít trầm nà hà ta controlling idea ឥឡូវកុំឲ្យសំញាំច្រើនខ្ញុំហាញជាឧទាហរណ៍កណ្ដោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនមើលការបង្ហាញនេះបងប្អូននឹងច្បាស់ថាអ្វីជា topic អ្វីជា controlling idea តោះអញ្ចឹងវិញ topic របស់យើងគឺ goal មែនទេ goal ប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយពី topic sentence តើចំណុចពីណាទៅណាជា topic sentence អូខេ អញ្ចឹង sentence មួយនេះជា sentence មួយបងប្អូន In sentence mùi ní dân hào vì thà chỉ topic sentence. Vậy nhé. Gold, a precious metal, is prized for two important characteristics. Chẳng. Mà lọc bà nâng cứ kì hào thà topic sentence. Topic sentence. Khởi nguyên topic không nâng ấy bảo vụ nè. Gold nè. Gold nè cứ chỉ topic. Ok, bảo vụ nè goal cứ chỉ topic yes goal nâng cứ dưỡng chỉ topic bằng dưỡng ấy ai ta cái này nha chỉ controlling idea bằng bồn cái này cái hào ta controlling idea nè controlling idea nè two important characteristics chỉ controlling idea chỉ cầm nít nè nè cầm nót rồi cầm cướp cong từ lơ ពធានបទហ្នឹង okay យើងហៅថា controlling idea ជាង goal a precious metal is prized for two important characteristics yes ជាង ហើយបាន យើងហៅថា controlling idea ដោយសារវាកំណត់ យ៉ាងម៉េច គឺ កំណត់ ពធានបទ យើងតែម្ដង យើងនឹងនិយាយ អំពី អ្វី អំពី goal យើងនិយាយ អំពី important two important characteristics chứ cái này mình này tha ca sử dụng bao nhiêu cư dân sử dụng từ lơ tại pi chúng nói cốt từ lơ characteristic như kia ta lẽ cả nạn sầm bạch là sầm khăn tại pi cốt dân thì dân tập pi cốt ăn mình lơ vì nó nghe chẳng thấy ban dân hào tha controlling idea cư chia cùng nít đã khrup khrong đã thuộc về nít đã cầm nọc từ lơ bật thiên bọt vào dân này chúng mình xin chỉ dương ảnh mình controlling idea ta nâng mình rương về cả là cứ bong bóng nâng sơ xê vê nhận lại rô ti mình chọc cầm miền phụ ấy dương ảnh mình controlling idea dương ảnh mình cầm nít để cầm nót tha dương sơ xê trầm nã ở đây vì chị đàn cầm nót controlling idea cứ chị đàn cầm nót chẳng dương đàn cầm nót từ lớp và thiên bọn thì bỏ dương ok và thiên bọn về dương goal từ lung từ lý ấy mà bong bóng but I'll say be goal rob point to four okay gonna say be goal but that I'm by a young say cheap paragraph man young throw rock come not that come not here you chip make your chip not man take my ban eh come say two thousand be goal to say two thousand but won't rock be a sick me and day okay jump up on third time come not a chibata from down from now ព្រំដែនត្រឹមណាដែលយើងអាចសរសេរបានមិនមានមនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែដឹងរឿងអំពី goal ហ្នឹងឯងបងប្អូនត្រឹមតែមិនដឹងទៀតមែនទេមិនដឹងថាតែ goal ហ្នឹងគេបលិតមកយ៉ាងម៉េចវាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចវាពេលខ្លះយើងអត់ដឹងវាខ្លះយើងអានប៉ះមិនដឹងយើងមិនចាំអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវឆ្លាក់ត្រូវកំណត់រកចំណុចណាដែលបងប្អូនអាចសរសេរបានធ្វើអ្វីដែលបងប្អូនអាចធ្វើបានអញ្ចឹងរក controlling idea ណាដែលបងប្អូនគិតថាអាចធ្វើបាន អាចសរសេរបានអាចនិយាយបានប៉ុណ្ណឹងទៅអានេះគេដាក់ថា two important characteristics នេះ is prime
vì trâu ban cầm nọt cầm lấy chùm búa lẹ cả nạ sầm bắt sầm khăn pì giàng chắc nó không ca sẽ bọc cái kê nừng dìm pi lẹ cả nạ sầm bắt sầm khăn pì giàng anh ấy chỉ cầm nít nó gọi là brainstorming á bông bốn gọi là brainstorming cứ controlling idea này. Cứ bông bốn thử rô cầm nít cầm nọt từ lưu bà thiên bọn nâng đầm bây nâng gì vậy ok chẳng hãy bông bốn chừng chừng controlling ni controlling idea ban mau pi ná cứ ban mau pi brainstorming hay mau pi analyzing the topic dương vị phía hay dương rô cầm nít mau hay dương chùm ranh cầm nít này lo anh ấy kia chùm ranh hay kia chùm ranh sau là pi ấy khởi nhau bông bốn sau là pi two ok two chừng sầm nay cái ăn về nhỉ thầm tập pi cứ ăn về nhỉ alright ta anh chăng nhầm sự cần tham bằng phụ chú bà ấy ba mình chú bà su nhầm vật thay một phần comment tới bà ai ai mơ xa tới xa mau rồi bằng phụ nhiều diêm phúc khởi mệnh tiền phụ khi mình ai riệp trong sự xe ở với cha này phụ nữ không slide ở là phụ bà này lúc đã khi sự rất là bị khác rồi mình ai phụ bà này nên cứ tìm tiêu dừng kịch ok sẽ kịch ok ta chẳng một lần bật to slide với tất sông bom phụ nằm toàn subscribe check subscribe tới hay đã được cần đăng nằm bài riêng sang về những kiếm hay like share comment mở video nằm bài rồi à đây ta nẹp xin nẹp sang xin xin còn bàn riêng cho mùi kiếm đấy ta lời dừng bật to từ mục tiết chẳng bằng phụ squall topic and controlling idea chẳng mày hay topic sentence thì chẳng mù lên tầm đó người topic sentence mà lập bát thì tôi mới chạy bằng phụ này tại mà lập bát thì topic sentence bởi dường dây ta cứ chia sẽ cái đây bắt đầu mà nên có bật lập bát bắt đầu lập bát cũng bắt đầu dây ta mà rối sân ta cao sắp bằng muốn phía rối để kết ha ca dây paragraph bị bạc bằng phật cứ mình đăng ta rồi chúng ta chạy bắt đầu đi chứng môn đang chấp ra ban như tham bệnh lần tụ hỏi ok bệnh những lần tụ hỏi môn đang chấp ra ban chứng chấm nói đẹp bà bổn phật cứ chia chấm nói chấp ra mà bổn phật chấm nói chấp ra chứng bảo bông phụ này chấp ra ban còn đặt ban mà là ban ấy cứ flow làm đó để dựng đằng thà dựng mình trao dề vì vậy để be too important to like signal first of all for cherry coin chứng mà để second mà cái nói chọc ấy chọc hay dừng đã mà lập bác thì chọc nó cứ chọc ok ăn miên này bà bà để chúng ta chọc đàm tu hơi cứ tu hơi đặt định bầu chẳng à về rồi mục thi chúng ta làm miên mục thi ấy cứ cái tờ gầy rồi đặt lời dừng bật to thật tiết chúng ta chỉ bơi đã đá vấn đá dừng xin chốt này chỉ pi two supporting sentences nên chỉ supporting sentences ta với tới chỉ supporting sentences mình bằng dựng đặt sentences mình đặt sentence mình support từ khỏi đi mình topic sentence gì ở miền em thế nè cùng chờ lắm rồi sa miền tại mà là bạc đi miền tại mui là bạc cốt rồi bị chạy hai bị chạy tiếp thầm miền tại mà là bạc cốt nơi non đầy bắt đầu nâng nơi là bạc ta là bạc đại lực làm pi tiền bọn nâng hay chấm này chấm này chỉ là supporting sentences đã để sao ấy plural mình đang là min lơ pi mui là bạn à min lơ pi mui là bạn mình đang min phải hụ là bạn min là bạn tràng ok anh ấy bởi dưỡng chặt tốc tới chi essay khi nó không bà đi nó không tua sẽ cái đây làm rồi chứ nó không tua cái thầm đang dừng rải rạc vì cũng rất xứng khán á chứ anh min tràng là bạn supporting sentence chứng lập bác tiền lái để control cùng đất sống khăn lập bác tiền lái để control cùng đất sống khăn được gặp tiền bọn nâng chứng tiếp xong robot supporting sentences dùng biên supporting ideas đại khi em sẽ tăng đổi SI S này cứ supporting I này cứ ideas ruộng chứ mỗi nâng supporting details khi em sẽ cần thì SD S này cứ supporting detail này cứ D ba supporting idea chúng ta ta cùng nứt control ok cùng nứt sầm khăn control
Cũng rất xung khăn quan trối với dương ban phi brainstorm, ban mau phi controlling idea nữa nha. Vì dư ca cầm nọc mình, dư phi goal cư miền phi. Alright, hai kìm nâng bà hàn. Hà supporting detail ý, cứ chia sẽ đây lùng ất quan trối. Sẽ đây lùng ất quan trối từ lỡ supporting idea, quan trối mình. Dương viên cũng đã đây bởi dương ngọt viên vay chiếm nàm na, ngọt miền phi ho, ngọt viên ấy. Cứ cũng đã dương nâng mình chú bà loài. Rồi có mình cua chưa chạy bàn đi. Chúng bông phôn trở với trở miễn supporting detail. Chúng khăn ông supporting detail này tiết sao bông phôn thử miễn ấy. Thử miễn chi ở tiêu ho, ca lực chi ở tiêu ho, ca phần dân. Rồi có ca bọ sài từ lỡ crap xinh xinh. Rồi có dương miễn đại ta tên ở đây xinh xinh. Nguyên tình này xem xe để mang màu bị trả an cái nâng đầm bây giờ màu bị trả án. Bóp ôn đạn nâng nông nâng supporting detail nâng. Ok. Ta chân dương tùm mơ nâng nông cùng rũ paragraph tay mà đón tư bóp ôn dồn. Hello, nít chứ cùng rũ paragraph bỏ dừng một nâng. Thiên là bắt cư gố. Hello, phía nhầm chong ai bóp ôn score thà ta supporting idea nâng nâng nà hay supporting detail nâng nâng nà. Ok. Đó. Để mở đằng mặt này. Ok. Chân ní. Đầm ní. Goal has last trash beauty that is resistant to corrosion. Nâng vị trí supporting idea. Nè. Một con khuyên cái này ní. Cái này nhờ topic sentence mấy two important characteristics. Tập bây cái đã thả. First of all. Goal has a lustrous beauty that is resistant to corrosion. Ok, chẳng cầm đất tìm môi bọc cái cư là goal lưng cư viên miền ấy lustrous beauty miền sùm rock là ai hả ta vì ai xoam rồi gọi tục tư cho nên ca sắc rực rơ lây xin xê nhá chứng thông đá miếc là miếc cư mình khách lớn ấy, hay miếc con mình ai prai rút đời xa dừng bọc từ con ông phụ dừng lớn mà con ông phụ máu liêng á nơi tầm miếc là đài rồi nhưng mà vì ạ ạch liêng nó ngờ vấy ấy chúng ta vì ạ liêng bắt chô không tắc lớn máu xám xuất miếc là đài rồi ta miếc chỉ xùm rọc mùi vậy á nên cứ chia chùm nói xùm khăn mùi để ta supporting idea thì mùi à mùi tiết supporting idea mùi tiết cứ cái này nè con phụ là nè. Important characteristic of goal is its usefulness to industry and science. Chúng cũng rất quan trọng để control trên P2 important này. Cứ TP này, cái bài viết another. Another important, cái nhé. Another important characteristic of goal is its usefulness to industry industry and science. Cứ yes. Cứ phép ta miên bảo giáo chúng ta rôn chạy xa kia hay nâng vị trí xa nâng cứ chỉ chúng nói hay ta cầm nứt control tỷ bì control tình lỡ và thiên bọn dưỡng control important characteristic nâng. Ok, nâng chỉ cầm nứt control tỷ bì cái trao bị another important characteristic. Này cái đặc biệt là first of all. Ok, first of all, cái đó mà TP cái đặc biệt là another important characteristic. Thế nhé. Ok. Đó là dân từ score ta cái này nè, chỉ supporting details. Supporting detail cái này nè. Nè, cứ nè. Bật tốt, dễ tốt, bật tốt bì supporting idea nè. Crowd supporting idea nè. Therefore, it is suitable for chân kỳ rai rập cái bây giờ bật thêm cái lớp chia tia ho cái nhé bọn bốn. For example, a marginal coin remain chứ ưu tia ho cứ sống khẳng bọn bốn thử chạy lớp tia ho đầm bầy bật chạy đầm bầy an thà gầm đất dưỡng vì bật bật gọt mê. Ok, dưỡng bây giờ cái hơi dưỡng tao ai chìa nặng nặng chia tia ho tiên tập cái chư dưỡng mẹ nó bọn bốn dưỡng lớp chia tia ho máu chạy sơ đai máu rư gồ tam à tập bot na đại dương gì tiện quan là nắng dương lực vô máu nàng nàng máu cái đừng chưa dừng chẳng tâm vì nê máu vì lịch vì nắng
supporting detail robot supporting idea ទី 1 អញ្ចឹងយើងមាន supporting idea ហើយយើងមាន supporting detail នៅកន្លែងនេះគឺយើងសម្រាប់បកស្រាយពន្យល់បញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើគំនិតរបស់យើង Yes ហើយ SD មួយចំណុចទៀតគឺនេះបន្ទាប់ពី SIT 2 គឺ For many years, it has been used in hundreds of industrial applications. The most recent use of gold is in astronaut suit. Astronaut wear gold plated heat shell for protection outside spaceship. Conclusion គឺ បញ្ចប់ ណា អញ្ចឹង នេះ គឺ ជា ការ សេចក្តី លម្អិត ការ ពន្យល់ លម្អិត ឧទាហរណ៍ ដែល យើង យក ទៅ support ទៅលើ idea របស់ យើង ឃើញទេ បងប្អូន អញ្ចឹង បងប្អូន ចំណាយ ពេល អាន ទៅលើ paragraph ហ្នឹង ឲ្យ បាន ច្រើន ដង ហើយ វិភាគ ទៅ គឺ ឃើញ តែម្ដង គឺ ឃើញ រូបភាព វា ចេញ មក នេះ ជា អ្វី នេះ ជា អ្វី អ្វី ទៅ ពេល បងប្អូន សរសេរ ខ្លួន ឯង គឺ មាន ភាព ងាយ ស្រួល តែម្ដង អូខេ អញ្ចឹង នៅ ក្នុង ផ្នែក នេះ បងប្អូន ស្គាល់ តើ អ្វី ជា supporting sentences ហើយ អ្វី បាន supporting sentences ឥឡូវ បងប្អូន រាប់ មាន ប៉ុន្មាន sentence ចាប់ពីនេះទៅ 1 នេះ 2 នេះ 3 នេះ 4 នេះ 5 នេះ 6 7 8 មាន 8 sentence មាន 8 sentence គឺជា supporting sentences អញ្ចឹង 8 sentence ហ្នឹង គេហៅថា supporting sentences អូខេ ហើយ ដក 2 ចេញ គឺ អានេះ សេចក្តី ផ្ដើម ទេ ហៅថា topic sentence អានេះ គឺ concluding sentence okay តោះ អញ្ចឹង មុននឹង ចាប់ផ្ដើម ទៅ ចំណុច ទី 3 ដែល ជា ចំណុច ចុង ក្រោយ សូម បងប្អូន ដែល មិន ទាន់ subscribe channel របស់ ខ្ញុំ ចុច ពីគង subscribe ដាក់ រូប កណ្ដឹង ហើយ like share video នេះ ទៅ កាន់ បងប្អូន មិត្តភក្តិ របស់ បងប្អូន ដើម្បី ឲ្យគាត់ បាន រៀន ទាំង អស់ គ្នា ហើយ comment រាល់ សំណួរ ទាំង ឡាយ ដែល បងប្អូន មិន ច្បាស់ comment មក ខ្ញុំ នឹង យក ទៅ លើក ឡើង នៅ ក្នុង video បន្ទាប់ ណា ខ្ញុំ នឹង ឧទាហរណ៍ បងប្អូន មិន ទាន់ យល់ ច្បាស់ អំពី supporting sentence ខ្ញុំ នឹង លើក យក ទៅ បង្កើត ជា video មួយ ទៀត ដើម្បី យល់ បងប្អូន អូខេ តោះ យើង ជិះ បន្ត ទៅ ចំណុច ទី 3 អូ សន្តោស មុន នឹង បន្ត ទៅ ចំណុច ទី 3 យើង មាន ចំណុច មួយ ទៀត ដែល សំខាន់ អូខេ នៅ ក្នុង នេះ គឺ យើង និយាយ ពី some important transition words and phrases ជា transition words and phrases ប្រែ ថា clear ឬ ក៏ ពាក្យ សម្រាប់ តភ្ជាប់ សម្រាប់ តភ្ជាប់ អូខេ ថា ផ្លាស់ ប្ដូរ ពី កម្រិត 1 ទៅ កម្រិត 1 អញ្ចឹង clear ឬ ពាក្យ សម្រាប់ ភ្ជាប់ សេចក្តី សំខាន់ សំខាន់ មួយ ចំនួន អញ្ចឹង យើង ភ្ជាប់ សេចក្តី កាល ណា បងប្អូន អត់ ប្រើ transition word ហ្នឹង អ្នក សរសេរ ភាគ ច្រើន គឺ អត់ ប្រើ គាត់ អត់ ដឹង ឬ ក៏ គាត់ អត់ នេះ ហ្នឹង គេ នៅ ពេល យើង អាន ទៅ គឺ អត់ ស៊ី សង្វាក់ គ្នា ពី របាស់ មួយ ទៅ របាស់ មួយ គឺ ថា ដាច់ ពី គ្នា អត់ ភ្ជាប់ គ្នា អញ្ចឹង យើង ត្រូវ ការ ប្រើ clear ទាំង នេះ អញ្ចឹង នៅ ក្នុង ចំណុច ទី 2 supporting sentences នេះ គឺ សម្រាប់ បង្ហាញ ពី គំនិត សំខាន់ control នេះ គឺ យើង អាច ប្រើ first ពាក្យ ថា first ដូច នៅ ក្នុង ឧទាហរណ៍ នេះ គេ ដាក់ first of all គេ ប្រើ ពាក្យ ថា first of all okay អញ្ចឹង first នេះ ប្រែ ថា ទី 1 ឬ ក៏ ដំបូង ដល់ ពេល អាហ្នឹង យើង ណែ នាំ គំនិត ទី 1 ដល់ ពេល យើង ណែ នាំ គំនិត ទី 2 យើង ប្រើ ពាក្យ second ឬ ក៏ second okay ទី 2 ហើយ បើ មាន ទៀត យើង ដាក់ next បន្ទាប់ មក first of all ដំបូង គេ ឬ ក៏ ដំបូង ជា ដំបូង first of all then បន្ទាប់ មក ដែរ after that ក្រោយ ពី នោះ last ចុង ក្រោយ okay នេះ បង្ហាញ គំនិត ចុង ក្រោយ finally ជា ចុង ក្រោយ meanwhile ស្របពេល នោះ ដែរ អញ្ចឹង បើ យើង ប្រៀបធៀប គំនិត 2 ដែល កើត ឡើង ពី ដូច គ្នា យើង អាច ប្រើ ពាក្យ ថា meanwhile បាន ណា meanwhile ស្របពេល គ្នា ទន្ទឹម នឹង okay in addition បន្ថែម ពី លើ នេះ លើ ពី នេះ ទៀត moreover ជាង នេះ ទៅ ទៀត លើ នេះ ទៀត okay ហើយ នឹង មាន ពាក្យ ហើយ នឹង clear ផ្សេងទៀត ដែល ខ្ញុំ បាន លើក យក មក ប៉ុន្តែ អ្វី ដែល សំខាន់ បើ បង ប្អូន ចេះ ថា ប៉ុណ្្នឹង ប្រើ ទៅ ប៉ុណ្្នឹង ក៏ បាន ដែរ វា គ្មាន បញ្ហា អី ទេ អញ្ចឹង យើង ភ្ជាប់ នេះ គេ មាន ពាក្យ ភ្ជាប់ ដូច ជា therefore អញ្ចឹង ទៅ for example ឬ សូម្បី ជា ពាក្យ ដែល ប្រាប់ បញ្ជាក់ ថា យើង កំពុង តែ បង្ហាញ គេ អំពី អ្វី កាលណា យើង គេ អាន ទៅ គេ មាន អារម្មណ៍ ថា
reconnected តែម្ដង okay first of all អានេះ another ឃើញទេគេប្រើពាក្យអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទីទាំងអស់នេះយកទៅប្រាស់ប្រាស់បាននៅពេលដែលបងប្អូនទៅ say នៅក្នុង supporting sentences okay តោះឥឡូវយើងបន្តទៅមុខទៀតទៅ slide ដែលជា slide ចុងក្រោយហើយចំណុចចុងក្រោយផងដែរគឺ I'm sorry នេះគឺទី2ឯងហើយទី3នៅទី2ដដែល sorry អញ្ចឹងខ្ញុំសុំដូរបាទនៅទី3ដែលថាយើងវាយទៅយើងច្រឡំណាអញ្ចឹងសេដាក់ទី3វិញអាចំណុចទី3បាទនេះជាចំណុចទី3អូខេតោះចំណុចទី3គឺ concluding sentenceconcluding sentence នេះអត់មាន s ទេបងប្អូនឃើញគ្នាទេ sentence មានតែមានតែមួយរបាស់ទេ concluding sentence ហ្នឹងគឺរបាស់បញ្ចប់ឬក៏សន្និដ្ឋានចុងក្រោយតែម្ដងសន្និដ្ឋានចុងក្រោយឬក៏របាស់បញ្ចប់ concluding sentence បាទអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងទៅយើងរាយរាប់អំពីចំណុចសំខាន់គ្រប់គ្រងអស់ហើយគឺយើងត្រូវសរសេររបាស់បញ្ចប់មួយបិទគូតែម្ដងគឺបិទចប់អូខេចឹងយ៉ាងណាយើងរៀបរាប់អស់គំនិតសំខាន់ហើយគឺយើងត្រូវបិទហើយយើងត្រូវចប់តែយើងសរសេរអំពីអ្វីខ្លះនៅក្នុង concluding sentence ចឹងមាន2ចំណុចដែលបងប្អូនត្រូវគិតត្រូវដឹងថា signals the end of the paragraph ចឹង concluding sentence ហ្នឹងគឺផ្ដល់សញ្ញាឲ្យអ្នកអានដឹងថាសំណេរកថាខណ្ឌដល់ទីបញ្ចប់ហើយចឹងយើងផ្ដល់សញ្ញាទៅការប្រើពាក្យពេចន៍ចឹងការប្រើពាក្យពេចន៍ហ្នឹងគឺផ្ដល់សញ្ញាដូចយើងប្រើពាក្យថា in conclusionall in all last but not least at the end អញ្ចឹងទៅអានេះសិតតែជាសញ្ញាផ្ដល់ថាបញ្ចប់ហើយចំណុចមួយទៀតគឺបងប្អូនត្រូវដឹងថា concluding sentence គឺ restates the topic sentence in the different words មានន័យថារំលឹកឡើងវិញនៅរបាស់ដែលមានប្រធានបទដោយប្រើពាក្យពេចន៍ខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកអាសេចក្តីអារបាស់ផ្ដើមមួយហ្នឹងយកមក state ឡើងវិញប៉ុន្តែយើងគួរតែបដូរពាក្យពេចន៍និយាយពាក្យពេចន៍ផ្សេងហើយថាលើទីហោយើងមើលនេះអូខេមើលទីហោជាក់ស្ដែងនឹងនោះអញ្ចឹងនេះ sentence បញ្ចប់គឺយើងណា in conclusion goal is treasure not only for its beauty but also for its utility ឃើញទេអញ្ចឹងគេបញ្ចប់ធ្វើប៉ុណ្ណឹងដោយរបស់ខាងលើជាហៅថាហៅថាអីបងប្អូនហៅថា topic sentence នោះគឺ gold precious metal is prized for two important មាន two important characteristic ហើយនៅក្នុងកំណត់សំខាន់គឺយើងនិយាយអំពី beauty ហើយមួយទៀតគឺយើងនិយាយអំពីអីនេះ another important characteristic of gold is its usefulness to industry and science okay អញ្ចឹងជាកំណត់សំខាន់ពីរហ្នឹងនៅពេលដែលយើងសេបចប់យើងគាត់ថា state គាត់ថាលើកវាឡើងវិញមកប៉ុន្តែយើងប្រើពាក្យពេចន៍ខុសគ្នាមានន័យយើងប្រើពាក្យពេចន៍ផ្សេងកុំនិយាយដដែលដដែលកុំប្រើពាក្យពេចន៍ដដែលដដែលយើងគាត់ថានៃនៅដដែលប៉ុន្តែប្រើពាក្យផ្សេង is treasure ហ្នឹងគឺ is prize នេះ is prize ហ្នឹងគឺ is treasure ហ្នឹងឯង is prize គឺគេឲ្យតម្លៃហ្នឹងគឺថាវាមានជាកំណប់ឬក៏ជាតម្លៃដូចគ្នាឯងA treasure not only គេប្រើពាក្យ not only នេះគេប្រើពាក្យ for too okay not only for its beauty beauty but also for its utility នេះគឺ usefulness to industry okay អត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការវិទ្យាសាស្ត្រហើយនឹងរោងចក្រហ្នឹងថា utility ការប្រើប្រាស់អញ្ចឹង okay អញ្ចឹងការបញ្ចប់ធំប៉ុណ្ណឹងខ្លីមករបាស់ចប់ in conclusion គេប្រាប់ in conclusion alright តោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំអំពី transition words and phrases ទៀតនៅក្នុងដែលបងប្អូនអាចយកទៅប្រើនៅក្នុងការបញ្ចប់សេចក្តីបញ្ចប់ឬក៏របាស់បញ្ចប់បានគឺបងប្អូនអាចប្រើពាក្យថា in conclusion ដូចគេនៅនេះគេប្រាប់ពាក្យថា in conclusion ជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានឬក៏ជាចុងក្រោយឬបងប្អូនអាចប្រើពាក្យថា in summary ជាសេចក្តីសង្ខេប in brief ក៏បាន in brief ជាសេចក្តីសង្ខេប in short
In short, nhiều rồi clay in short á. Thì chúng ta thì ca sẽ rộp ở clay, chứ có ca nhiều rồi clay. Rứ có indeed, indeed tạm bật tư. Ok, indeed. Chân clear là ngói này, nó miên tràn tiệt. Bọn bọn chè tập bắn nó có bắn tụ bênh đây, ok. Ok, chè tập bắn nó, chè tràn bênh chúng ta, tràn bênh đôi bọn bà ở rồ, dù mà gì vậy nhé. Là dùng chè mồm mồm tức, dùng bản á đặt nâng tức, ok. Chúng dương miên, ta clear shop cái đấy, bọn bọn nâng. Bọn bọn này dùng bà bà. Alright. Okay. ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះមេរៀនថ្ងៃនេះតកតងទៅនឹងការសរសេរ nhom chi chấm nón đáy trong video này nhom xem chú nơi clear là motivational quote là inspiring quote mới nó bằng ổn để cô này cứ mau pilo Johann Wolfgang von Goethe mà đang chịu quạt nó bật tên nào đấy và nó chụp một con chó nào đã ra nhom khơi nó lên bản đài internet khơi clear để quạt lơ láng cứ ao cha mình đẹp và mèo rom tha nó bây giờ dùng an thông thưa inspire nên là chủng rính tất chất dương ai thưa được ok chứng ông lấy là knowing is not enough, knowing is not enough, we must apply, wishing is not enough, we must do. Ok chứng dùng phải chia camera phía xa dưới cá chết đấng. Ok knowing đứng cá chết đấng mân toàn cục quản tỷ dân quan đã che quan đã đăng vì mình cướp quan này vì mình toàn cướp quan thế vì mình toàn bình lĩnh rồi thế dân trâu tại anh quả we must apply chứ nó phải để dân đăng ở vài mũi nó phải để dân che phơi vài mũi dân ăn thì phơi dân che toàn cướp quan này tập năng che đào dịp nào kia toàn cướp quan này trâu tại anh quả ok dân vô anh đang tự apply nó không chỉ với dân apply thì cả vô tự đặt thưa các anh quả. Hồi tiết ta dương an dương ta dương an pi tham mình nấu trâu nấu đòi miên mê tà thọ chẳng tới chẳng bởi thân dương còn là ta trong cái thầu miên mê tà thọ thầu miên mê tà thọ và thế luôn ai ăn miên mê tà thọ dương ăn ăn quả là mê tà thọ nhưng chúng tôi nhận được tay phải này còn kê đòn đã kê vì kê đừng có sầm lót đã kê chê gì đào kê nên nhưng con này dễ việc còn gì ai mới chết cứ ca bật na trong bàn mình toàn cục còn thì wishing nếp ra tha ca bật na trong bàn mình toàn cục còn thế nhưng trâu tại thôi sự cảm việc we must do và dừng quay tại bon son dừng quay tại bật na trong bàn đi trong bàn nu trong tai từ chuyện miên trong chết từ sáng lễ trong thôi ca miên bật khai tràn nhưng quay tại trong vẫn đang dừng ăn phơi sợ chill, ăn phơi, ai ăn sao ăn ăn, ai riêng sang để ăn riêng, ai phơi ai có ăn phơi, chill đà từ liền đom đá, các bạn đi, ăn bạn đi, dương từ phơi, thôi scam phiệp, trong trang lên riêng ông lên, ok chắc làm tin sao ông lên mà riêng, cho thằng riêng sang lên, trong khai chiến miên, chắc làm một bộ rô si thử rồi lui rư có sắc xa phi chủng nuôi anh bao chủng nuôi anh tới ok Rossi thương mẹ ở chỗ chơi tới rồi tụi bạn lồi máu ok khai thì chuyện này miền anh ấy khi chỉ bắt thòm chiết bắt một phút bò dưỡng cứ cắm phải thả ẩm bớ nên là ẩm bớ ở đây tụi tụi bạn phò lần nó phải để dưỡng phơ ẩm bớ dưỡng tụi bạn phò bởi sân dưỡng ắt phơ tí dưỡng mang phò anh ấy chỉ bắt thòm chiết ok dưỡng cuộc tóc cuộc bấn lử và dân ắt phút ắt lử anh em biết phần nào chân phốt ní kêu phốt đã inspire mày đấy hay chân lực chạy lấy từ lòng vòng bốn hay đấy bàn lực chạy lấy nó vòng bốn lời sai về bẹt con từ đường ca dễ paragraph chân khi mà hai mấy cứ và hai vòng bốn là dễ paragraph chân mà vòng bốn còn là đăng còn là lư khi nhom gì gì chân lư khi nhom bị dồi chân thôi khi nhom vừa chân vì ắt cục còn tê bảo ai vòng bốn che
អាចនិយាយបានវាអត់អាចទៅរួចទេគាត់តែបងប្អូនទាញប៊ិចឲ្យនឹងក្រដាសយកមកសរសេរអូខេយើងអនុវត្តតែម្ដងសរសេរសរសេរសរសេរទៅហើយបើយើងចង់ចេះសេផារ៉ាក្រាហ្វយើងអត់ធ្វើអីសោះទៅអត់រួចទេយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមសរសេរទៅអូខេចាប់ផ្ដើមសរសេរយកប៊ិចឲ្យនឹងក្រដាសចាប់ផ្ដើមសរសេរអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយកុំភ្លេច subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងហើយ like share video នេះដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងបានរៀនដោយបងប្អូនណាហើយ comment នៅក្នុងឆានែលខមមិនបាននរគ្នាជួបគ្នាជាមួយបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូបង្រៀនភាសាផ្សេងទៀតហើយបើមានសំណងពរអ្វីខ្ញុំនឹងអានសំណងពរបងប្អូននៅក្នុងខមមិនហើយខ្ញុំលើកយកមកធ្វើជាវីដេអូតែម្ដងអូខេជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជោគជ័យនៅក្នុងការ ជីបឬក៏ជោគជ័យក្នុងការប្រឡងចុចនេះ Bye